Hôm nay 21 tháng 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã phá chuyên án triệt xóa băng kem mua bán trái phép chất ma túy, bắt quả tang Phan Văn Cường, 38 tuổi ở xã Tân Tri, huyện Tiên Du, về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 7,3 gam ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật liên quan. Đây là điểm mua bán trái phép ma túy phức tạp trên địa bàn huyện Tiên Du, thường xuyên có các con nghiện tụ tập gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Để tránh sự phát hiện của lực lượng công an, cường gia cố nhà cửa chắc chắn, lắp hệ thống camera giám sát và hàng rào dây thép gai xung quanh. Trước đó khoảng 22 giờ ngày 20 tháng 4, tại khu phố Chùa Dận, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh chủ trì phối hợp với công an thị xã Từ Sơn phá chuyên án bắt quả tang Nguyễn Phương Định, 35 tuổi ở khu phố Chùa Dận, thị xã Từ Sơn, đang có hành vi mua bán trái phép 118,24 gam ma túy tổng hợp. Mặc dù đã có hai tiền án về tội tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy, mới ra tù tháng 5 năm 2019, ngựa quen đường cũ, Nguyễn Phương Định vẫn tiếp tục phạm tội gây phức tạp an ninh trật tự trên địa bàn hiện vụ việc đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng